tình huống phòng ngự tốt của cầu thủ Thăng Long. Ở thời điểm này, những pha turnover như vậy sẽ là cực kỳ tai hại. Đã có va chạm xảy ra rồi và có hai cầu thủ nằm sân. Sami Swin là người tỏ ra khá đau đớn sau tình huống tranh chấp cùng với Phạm Hiền Tài. Một pha va chạm rất mạnh và chúng ta hãy cùng chờ đợi quyết định đến từ các trọng tài. Những lỗi phản tinh thần thể thao hoàn toàn có thể được đưa ra. Hiện tại thì các trọng tài đang có những trao đổi với nhau.